Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể Mộc Hòa Phong và đang tiến hành xây dựng nhãn hiệu nghề Mộc Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và Đại Tập, huyện Quái Châu. Từ đó góp phần khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị cho sản phẩm. Làng nghề mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào hiện có trên 1.700 lao động, doanh thu mỗi năm khoảng 370 tỷ đồng. Những năm qua, người dân không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tuy nhiên việc tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn do chưa xây dựng được nhãn hiệu. Từ đầu năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ triển khai dự án tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể Mộc Hòa Phong. Logo nhãn hiệu được thiết kế hình chữ nhật màu nâu gỗ, bo tròn góc, chủ đạo là tám chú chim lạc bao quanh. Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 364921 cho sản phẩm, giúp cho quá trình sản xuất và tiêu thụ của người dân có nhiều thuận lợi. Chúng tôi rất là mừng. Từ lúc mà bên làng nghề mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong chúng tôi có một cái thương hiệu riêng, gần như là có một cái tên riêng, thì là chúng tôi về bên giao thương, về bên hàng hóa rất là thuận lợi. Nối tiếp thành công trong xây dựng nhãn hiệu Mộc Hòa Phong, từ năm 2020, Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai nhiệm vụ tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể Mộc Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và Mộc Đại Tập, huyện Quái Châu. Đến nay, Sở đã hoàn thành thiết kế logo, tem nhãn, xây dựng bộ dữ liệu về hai làng nghề mộc, lập hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ xét cấp giấy chứng nhận. Làng nghề mộc Đại Tập đã có lịch sử phát triển thì từ rất là lâu đời, nhưng mà chủ yếu phát triển là mang tính chất là riêng lẻ và tự phát. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ xây dựng cho chúng tôi cái nhãn hiệu tập thể Mộc Đại Tập. Đề nghị đẩy nhanh cái tiến độ cấp cái nhãn hiệu Mộc Đại Tập cho cơ sở mộc của chúng tôi. Đây là một niềm tự hào rất lớn đối với các cái hộ sản xuất kinh doanh mộc. Sau khi xây dựng được cái nhãn hiệu này thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm đẩy mạnh cái chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, tức là làm sao để đưa ra thị trường những cái sản phẩm mà tốt nhất và đẹp nhất để xứng đáng với cái nhãn hiệu này. Chúng tôi sẽ phát triển tiếp tục hai nhãn hiệu tập thể cho hai làng nghề, đó là làng nghề mộc Thụy Lân và làng nghề mộc Đại Tập, nhằm phát triển các cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, làm đa dạng hóa sản phẩm cũng như là tăng cái giá trị sản xuất. Nhãn hiệu được bảo hộ chứng nhận góp phần cho việc quảng bá bán sản phẩm trong tỉnh và ngoài tỉnh, phục vụ xuất khẩu. Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đang làm giàu từ chính nghề mộc do ông cha để lại, tin rằng việc xây dựng thành công nhãn hiệu sẽ giúp nâng tầm giá trị như một lời cam kết về chất lượng, đưa sản phẩm mộc của làng nghề đến với đông đảo người dân cả nước.